Đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa bắt hai đối tượng cướp giật điện thoại của một cháu bé 4 tuổi. Vụ việc xảy ra vào ban đêm tại thành phố Buôn Ma Thuột, khi một cháu bé 4 tuổi đang cầm chiếc điện thoại hiệu iPhone 7 ngoài chơi trên vỉa hè trước nhà thì bị hai đối tượng người đàn ông đi xe máy chạy tới cướp giật chiếc điện thoại rồi phóng xe tẩu thoát. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh trước khu nhà ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội Facebook, khiến dư luận bức xúc về hành vi rất nhẫn tâm của hai đối tượng trên. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng làm rõ và bắt được hai đối tượng đã gây ra vụ cướp giật trên. Đó là Trần Văn Ti, 35 tuổi, và em trai của hắn là Trần Văn Tý, 24 tuổi, cùng trú tại phường E Tam, thành phố Buôn Ma Thuột. Trong đó, Ti từng có một tiền án 3 năm 6 tháng tù giam, cũng về tội cướp giật tài sản. Bước đầu, đội cảnh sát hình sự làm rõ, ngoài vụ cướp giật trên, hai anh em ruột này còn gây ra hai vụ cướp giật khác và một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Hiện đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã truy thu được một số tài sản trả lại cho các bị hại và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Lên xe.